Cần hai. Má biết coi. Tiếp tao ông G bắn hai cái đầu rồi. Cần hai. Hai cái ơi. MVP rồi, có MVP rồi. Nice. Về nhà lấy kim cu. Cút về lấy chim. Kìa rồi. Ở dưới hay ở trên? Anh lên trên đó. Anh đi đường cũ. Trên sao đi đường cũ? Em lên trên đi. Vô cầu nằm dưới. Một thằng trên nè. Hai, ba thằng trên luôn nè. Ê khóa một thằng đó rồi đó. Thấy thằng đó không Quang? Nó một. Hai thằng trên thôi, hai thằng trên thôi. Thằng kia nhảy xuống máu luôn. Ok. Lùm thính. Lùm rồi. Còn thằng đâu? Còn thằng hình như dưới chân tao gì nè. Nãy này nhảy xuống á. Có tiếng chân nha, có tiếng chân trên đầu á. Nó nhảy xuống á. Vậy tên lúc nào cũng bít nóc một mà. Nó đâu nhỉ? Trong này nè. À thấy. Vào đây chém nhau với tao. Nè, bộ cào này, cào đi. Lấy kiếm đi. Cái này tao không biến đâu nha, bọn mày biến thì biến nha. Tao biến. Biến thì biến. Biến người nào? Biến bên phải em. Đi chung nha DT, đi chung với em. Cho mày lấy ép. Chạy vòng đừng đứng yên em. Nó qua nhà hay gì vậy đấy? Ê bên nhà bên kia có kìa. Tao dính không mua con nha. Từ đó nha. Tao dính mua con rồi. Tao. Nó khóa chiêu. Ghé mày. Tao không chạy vào được. Có keo không? Nãy mày có keo mày chặt bên kia. Không có. Sao? Thằng này yếu xìu nha. Dính nó mơ nữa. Đây, còn hai cho em này. Còn một trên cao với một thằng cứu, một thằng trên cao với thằng đang cứu. Một thằng ngay đây nha. Trời ơi. Hai thằng cho em. Hai thằng. Gà đến mấy. Tôi báo lên. Không gạt được hả? Không gạt á. Máu rồi. Ai? Ê. Nhảy xuống đó đẹp luôn. Không mày nhảy xuống là ngon là đẹp. Không kịp. Nhảy xuống đó. Đặt keo được, đặt keo thì ngon. Tao có keo vậy ạ. DT ạ. Tao có keo là tao chặn góc đó rồi. Sao? Cái này đi phải đi. Bọn mày đi phải đi, tao đi trái. Tao đi phải đi. Cho. Mua được cái nấm cho tao. Không có keo nha. Bắn súng xa nha. Anh bắn địa. Tụi nó có súng gần rồi đó. Trời đó. Tụi nó có về 90. Bên trái hai nè. Đẩy luôn. Dính hammer này. Khóa hai. Nóng 1, nóng 2. Còn hai thằng ở dưới. Lũ nha. Yếu rồi. Nóng 1. Lê. Ai mượn mày ngồi gồng đết với tao ạ. Anh lượm hết rồi. Anh có cây LG nè. Bắn không? Súng này. Thompson nè. Thằng nào ném nết ghê hơn. Bắn LG không? Nè LG ngon hơn anh được. Nó ngồi gồng đết. Tao nhảy lên bắn hai cái đầu. Lưỡi hái nè. Vô trong vòng chém. Cầm lưỡi hái ngon lắm nha, lưỡi hái đỡ được đạn đấy. Sao Quang không cầm kiếm? Kiếm đỡ được đạn đó Quang. Đưa đây. Kiếm đâu? Nè. Từ nhà kìa. Em này nó đi lên trên đó nha. Ơi một thằng ở nhà nó nha, tỉa nhà nó trên lầu luôn. Trên nè trong nè. Phá một. Tỉa yếu thằng keo yếu. Nóc keo rồi. Còn thằng thùng công nó ném. Công trên cao nha. Đẩy luôn. Nó ném nét đẩy luôn em ơi. Hai thằng yếu, hai thằng công yếu. Đấy. Cúi đầu được nha. Nóc còn thằng tỉa thôi. Gẹo đi cứu tao. Cứu quá. Ê da, cứu được nha Quang. Nó trong nhà. Chặt xong quay báo, chặt xong quay báo lên đi. Ê cẩn thận bắn luôn. Ây da. Rút máu nhanh nè. Bắn súng luôn. Ừ. Tôi nhặt rồi. Không sao. Mày nhặt cái gì? Còn hàng trên này thôi. Ừ. Anh ơi. Nhặt cây rơm son cho. Ủi luôn. Mua giùm tao cho tụi mày bắt súng. Nè súng này, súng nè. Không, mua sọt 2. Nè còn cây rơm son nè. Mua giùm tao súng. Mua tốc chạy nha. Không, đừng mua. Ở ra 3 rồi, không. làm luôn. Đóng cái dao này nhảy mà. Ờ ok. Cũng được. Không là đi góc trái mình bạn đẩy luôn, góc phải. Đi ở trong nè, anh lết nè. Góc phải, tao dồn nó vô. Mua đi. Nhảy đi. Rồi tao mua rồi, Rồi đi phải chơi luôn nè. Ủi luôn nha. Anh có cấm chiều luôn đấy. Tầm mưa nè. Có một thằng trước mặt nè. Phá một quay này. Nó một. Không. Rồi sao mấy máu? Đấy, nóng luôn. Hai còn một. Để tao cứu, bắn đi. Ta bắn rồi. Thằng cuối á. Chạy đâu? Chạy đi đâu? Chạy. Mày thấy anh trai hát chưa Quang? Phấn chấn lại tinh thần. Game này nó đang bị rén á, anh em bắn cứ như bắn cũ là được. Nó không chọi nét được, nó phế. Cái nét nó không bắt nét được là nó chết toàn nét không. Trời ơi, bây toàn chết không à. Nóc 1. Rồi, nóc em còn một. Kỹ xin đây. Còn 1 đó. Em qua nè. Ở đâu vậy? Bên đó luôn rồi. Về. Nó khe bắn thằng này trước chứ, thằng này bất lợi hơn mà. Đấy. Đó, bên nào cũng được á. Để bên trên bo làm gì? Bên nào cũng được mà. Thằng bên đây nó bắn qua thầy đó, không thấy à? Không có hàng sau nhà anh. Nếu mà đấy thằng sai sách cũng đẩy qua mà. Thôi lê cái mới đây. Bắt thằng nào cũng được mà quyết đoán lên là được rồi. Đấy. À không. Phải đó chần chừ quá, để nó bắn nóc thầy luôn. Yêu cầu đi mua cái nấm. Đủ. Thôi, tự mua nấm cái game này nghèo. Từ đừng. Tại game sau em non nha. Dư cây súng trường nằm xa nè, tiếp lấy không? Bước đi. Tại giữa nhà gỗ giữa một nè. Hai luôn. Rồi tại vì nó ba em nè. Chưa. Anh bắn nó dừng rồi. Có cái năng 2. Ở trái có kìa. Thỉnh một. Một thằng chạy yếu nè. Ê mày bên phải một đó. Trái 2. Bên phải một đó. Bên phải có một hai thằng à. Dưới chân một này dưới chân. Hai. Phải có một. Ba luôn. Dưới chân một ngay cái đống gỗ á. Giết hàng ngoài cửa. Đồ kéo đống gỗ nè. Nó bị khó, nó chưa về kìa. Ê, ba này đúng không? Có yếu chưa? Một thằng yếu chưa? Ra ngoài luôn bên này. Đi. Né góc trái rồi. Nó mò bên này. Đây. Một thằng lên cao. Nó hai qua kia đi, Rồi. Một thằng lên cao. Trên cao nè. Chậm lại để máu cái. Máu đi máu. Từ biết ra. Chậm thôi. Chính đĩa bên trái kìa. Từ. Đấy, để tem thôi. Chắc đi. Rồi bên nó hai luôn á, rồng hai. Cao một. Bắn cao được á. Bắn tiếp. Đồ keo đó. Nằm rồi. Keo tao bắn được. Thằng dưới đẩy vô kìa. Dưới đây. Ốp. Trên đầu. Đây. Bóp kêu quá mày. Rồi em này kỹ nha. Nó có đồ nha. Cái này ổ á, nó có đồ đó. Em nghèo quá. Ai dư hai súng không? Anh có Thompson nè. Anh đưa Thompson đi. Để mua sụp với giáp à. Kỹ nha. Có ai đi phải không? Không, anh vô. Có đi không? Chưa hỏi. Chưa. Mình 15 giây nữa mới có. Tụi nó có đĩa, tại tụi nó chết. Anh đi anh cam phải xíu nha. Ok. Một đĩa. Có cái đăng 3. Ê, sắp có đĩa à. Nó bật đĩa. Ê, mày là bốn hết luôn đó. 3 đẩy với lại 1 đẩy á. Nó đẩy kêu như vậy. Đĩa nè. Nó vô nhà quá trời luôn rồi. Chọn xin nè. Hết lên nè. Nhảy xuống anh đi. Yếu một trong nhà nè, ăn gồng không? Nhảy xuống đi xin. Nóc một. Một con nè. Trên nhà có sụp quá bên. Đấy con nhỏ nó nhảy xuống. Chưa cứu nha. Anh có súng 6 á mình. Nhảy xuống rồi. À bay đầu luôn. Thằng xa đi lên rồi, cứu. Cứu rồi. Này bơm máu. Để dễ thôi. Ổn rồi đó. Ổn đấy. Em này mình ngon hơn mà. Sao sao. Ok. Lấy nhà khó chịu quá. Lấy nhà là nói đương nhiên mà. Cho cái nấm. Đây. Hết rồi. Đã cho thấy có chừng phải đông á. Phải đông rồi. Mặt đẻ luôn nè, mặt đẻ mà. Gần trên biên giữa rồi. Giữa một. Ở giữa đông nha. Có cái năng 2 rồi. Ôi chết anh lộ sai rồi. Nết á. Để phải được á, qua phải. Anh bắn giữa này biên nè, từ từ. Qua phải thôi, anh nè. Đi qua đây. Em kè ở giữa. Đấy luôn. Đây. Để phải mạnh luôn. Em bị khóa kỹ năng. Để phải mạnh. Để nè. Ấy sải con. Ui, đè. Hai nha, lùi về. Nóc xa. Có một thằng gần chết luôn. Bên lên bên thôi. Sau lưng có từ từ. Này, đúng đi. Để nè. Một thằng yếu đi mày. Một thằng yếu lắm mày. Bên ơi. Một thằng đang ở bên bên. Chạm bên đỡ hay. Cút. Cái nào? Cần ai? Má biên coi. Tiếp tao ông G bắn hai cái đầu rồi. Cần ai? Hay cái ơi. MVP rồi, có MVP rồi. Nice. Về nhà lấy chim cu. Cút về lấy chim. Được kìa rồi. Cái ghiên sao vô trong vậy cái ghiên? Gì vậy? Mày lấy mìn nó, mày bắn không chết nó em. Em bắn 5-4 trục máu à. Nó game 8 nó đứng sát trong tường luôn. Tập trung nè, thế mình lợi nè. Đừng muốn nắm nha. Coi chừng nó bắt mày, coi chừng nó bắt mẹ mày. Được. Nó bắt mày đó chứ bắt gì tao. Vô trong giữa nhà nó qua chơi luôn nè. Đẩy luôn rồi chơi luôn nè. Nè vô trong nè, tao vô trong nha. Đẩy luôn đấy. Đấy 3 mờ. 140 thằng nè. Có 2 nè. Đừng vô. Chờ phụ anh này sao? Đặt keo của anh hết, đặt keo chạy ra, đặt keo của anh hết. Ôi trời đâu. Được, vào. Xin anh. Nóc 1 nè, vào đặt keo vào của anh. Gần tao có 1 nè. Tao nha. Over tao cái. Hai, nóc luôn. Còn một bên đây nè. Đâu ạ? Ở trong vậy mà. Lên. Đấy, phải từ anh là phải vào. Tao phải cầu tụi mày bắn chứ giờ. Mày tôi bóp vô đầu kia á. Mua full AP mà. Tập trung nè anh em. Yêu cầu tao chạy tao mua cho. Còn tiền không mua tao cái đi, đi. Mà B5 đi. Nhà B5 2 chiếc này kia. Mua rồi mua cho kia. Có 3 chiếc rồi. Đẩy luôn nha. Ừ. Vô nhà không? Lên luôn. Lên nhà đi. Nó là mờ đấy. Bạn có mơ đi đó. Chưa có. Bạn mới xí ghét. Yếu 1 nha. Ơi khóa 3. Chạy giết cái thằng mua cô yếu kìa. Nó 1 nè. Nó 2 nè. Nó 3. Lê. Tao. Rồi nhà gà anh tỏa sáng đi. Nhường mày hơi đủ rồi đấy. Cái rô nhà gà anh tỏa sáng đấy em. Anh tỉa bụp vô cái đầu nó cái. Mà bên năm bắn yếu quá, bắn 15 máu đầu. Nó chạy ngang qua bắn 15 máu. Rung phải nữa, tao rung luôn đấy, tao rung từ mày luôn đấy. Mày nói hơi nhiều luôn ấy, hơi bắn chiến ít thôi, bắn thằng ma nói nhiều luôn á. Nói nhiều tụi nó tâm lý đấy. Mày ngầu mày đây. Nhìn đôi nhà gà này, nhìn đôi nhà gà. Thì gác ông nó bắn với rồi nó nhát luôn đấy, phải không? Ừ. Thì gác bắn nhát luôn mà. Đón xem giải đấu Yomost Gavel Spring 2023 chế độ tử chiến vòng bán kết vào lúc 17 giờ ngày 15 16 tháng 4 năm 2023. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của Huyền Thoại Sinh Tồn Free Fire eSports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu eSports đỉnh cao.